Với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, những năm qua, phong trào làm đường giao thông nông thôn theo chương trình xây dựng nông thôn mới ở huyện Lập Thạch đã có sức lan tỏa mạnh mẽ. Những con đường khang trang, sạch đẹp được đưa vào sử dụng đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, góp phần thúc đẩy kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương phát triển. Từ thực trạng khó khăn về hạ tầng đường giao thông, huyện Lập Thạch đã đưa ra nghị quyết chuyên đề về phát triển giao thông nông thôn với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm. Nghị quyết nhanh chóng được triển khai đến từng khu dân cư trên địa bàn, nhận được sự đồng tình và hưởng ứng của đông đảo quần chúng nhân dân. Đến nay, hệ thống giao thông nông thôn của huyện Lập Thạch cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu đi lại và giao thương của nhân dân. Các công trình thuộc tuyến quốc lộ và tỉnh lộ đã cứng hóa được gần 100%, đường huyện lộ đạt 86% và trên 90% đường giao thông liên xã, cùng nhiều tuyến đường làng, ngõ xóm đã được bê tông hóa theo tiêu chuẩn. Về lĩnh vực phát triển cái kết cấu hạ tầng, trong đó về phát triển giao thông phục vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện Lập Thạch, thì có thể nói năm 2016 là một cái năm đột phá của huyện Lập Thạch trong lĩnh vực này. Về giao thông nông thôn thì chúng tôi tập trung rất nhiều cho 5 xã xây dựng nông thôn mới, và cho đến giờ phút này thì cái tiêu chí về giao thông trong xây dựng nông thôn mới thì của các xã là cơ bản đã đạt được. Nói như vậy thì có nghĩa rằng là cái sự phát triển giao thông ở 5 xã xây dựng nông thôn mới và các cái xã còn lại thì luôn luôn được quan tâm củng cố. Trong 5 năm qua, nhân dân các địa phương trên địa bàn huyện đã đóng góp tổng trị giá hàng chục tỷ đồng, tự nguyện hiến trên 300.000 m2 đất, giải tỏa được hơn 100.000 cây cối các loại và tham gia hàng nghìn ngày công lao động để làm nên những con đường mới. Thôn nông thôn đã thực hiện theo cái chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, là có tuyến đường được nhân dân cũng như là cán bộ nhân dân trong thôn là rất là nhiệt tình ủng hộ và tự hiến đất, tự hiến tài sản trên đất, và với cái số lượng chiều dài là khoảng trên 300 m mà đã phải hiến tới hơn 40 m tường rào cũng như là trên 40 cây gỗ và cây ăn quả, và bằng tiền thì trong mỗi hộ là đã đóng từ 2 đến 500 đến 700 nghìn đồng. Nhờ sự vào cuộc của các cấp chính quyền từ huyện đến cơ sở, sự đồng thuận hưởng ứng của nhân dân, trong năm 2016, các xã đăng ký về đích nông thôn mới đều đã hoàn thành tiêu chí giao thông. Đặc biệt là cái tiêu chí khó khăn nhất là cái tiêu chí giao thông, do điều kiện xã thì đất chật người đông, chúng tôi đã chỉ đạo quyết liệt toàn thể nhân dân là hiến đất, đập tường, ngày công để làm cái các tuyến đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, thì cơ bản là đến nay đã xong. Những con đường mới khang trang, sạch đẹp, trải dài tới từng thôn xóm không chỉ góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, giao thương, mà còn khẳng định sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, tinh thần đoàn kết vượt khó của đảng bộ và nhân dân địa phương. Thành công của phong trào làm đường giao thông nông thôn ở huyện Lập Thạch chính là tiền đề quan trọng để thực hiện thành công chủ trương của Đảng trong việc thực hiện xây dựng nông thôn mới, làm thay đổi bộ mặt nông thôn, thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương ngày càng phát triển.